nay em đi mua điện thoại nha cả nhà. Hôm nay em đi mua iPhone nha, iPhone 13 nha. Đó. Đây. iPhone 13 nha cả nhà. Đây, đóng tiêu rồi. Dẹp chưa rồi? Ủa? Trời ơi, đi lộn tiệm ơi, cái tiệm nãy nó nằm bên đây, iPhone nó nằm bên đây. Đi lộn tiệm ơi. Lộn tiệm cả nhà ơi. Tưởng đâu bên kia hay nằm ở đó. Đây, điện thoại đi cả nhà. Đó, hôm nay em đi mua điện thoại nghe. Nhân viên xin bãi trưởng. Anh chị nào có muốn mua điện thoại thì lại gặp em nhân viên này nha, chân dài. Đó, anh Thanh nào.